Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 9, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư lệnh Binh chủng thông tin liên lạc kiểm tra tại sư đoàn 5. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao ban công tác 9 tháng. Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thành phố. Triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Phát hiện xe tải đổ chất thải không đúng nơi quy định. Phóng sự sẵn sàng tổ chức sự kiện ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 9, Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện quyết định số 49 QĐ-TTR ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Thượng tướng Lê Chim, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 24 tỉnh. Sau 4 năm thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 8 năm 2019, các đơn vị địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt thẩm định ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho trên 1.170.000 trường hợp với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan quân sự, cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với 210.955 trường hợp, giải quyết chế độ mai táng phí đối với 19.219 trường hợp từ trần sau ngày 1 tháng 1 năm 2016. Tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận 12.696 hồ sơ giải quyết và chi trả cho 8.785 trường hợp với số tiền trên 17 tỷ đồng, đạt gần 83% so với dự kiến, thực hiện chế độ mai táng phí cho 93 trường hợp, cấp bảo hiểm y tế cho 2.219 trường hợp. Thượng tướng Lê Chim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, biểu dương ban chỉ đạo 24 các tỉnh thành phố đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu, phối hợp khảo sát, lập hồ sơ thẩm định và tổ chức chi trả đảm bảo đúng quy định. Thượng tướng Lê Chim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng yêu cầu ban chỉ đạo 24 các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, phấn đấu hoàn thành việc thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến không để kéo dài. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ chốt dân quân biên giới Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành. Cùng đi trong đoàn có Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành. Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho đồn biên phòng Ninh Điền, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay 25 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc do Đại tá Vũ Văn Thuấn, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin Liên lạc làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra toàn diện chuyên ngành thông tin liên lạc đối với sư đoàn 5. Ngành thông tin của sư đoàn 5 trong thời gian qua đã chấp hành nghiêm chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và công tác chuyên ngành thông tin liên lạc, làm tốt công tác xuất nhập trang bị theo mệnh lệnh của người chỉ huy và nhiệm vụ của đơn vị với các biện pháp kiểm tra chất lượng trang bị đồng bộ. Bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng không. Đại tá Vũ Văn Thuấn, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin Liên lạc đã biểu dương và đánh giá cao ngành thông tin của sư đoàn 5 trong việc bảo quản trang bị kỹ thuật thông tin liên lạc và đảm bảo tốt thông tin liên lạc cho nhiệm vụ diễn tập và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn trong thời gian qua. Sáng nay, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban khối đảng đoàn thể tỉnh và các huyện thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng.
Ngay từ đầu năm, tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy chế, đảm bảo nguyên tắc, phương châm lãnh đạo, đổi mới phương pháp, cách làm, cách tiếp cận và trong từng phiên họp định kỳ. Tình hình kinh tế tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất ngành công nghiệp và dịch vụ tăng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 7.000 tỷ đồng, đạt trên 89% dự toán. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, thu hút FDI tăng 88% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiện toàn hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật đúng nguyên tắc, quy định, điều lệ, góp phần ngăn chặn để lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát nghị quyết của đảng bộ mình và nghị quyết của tỉnh ủy năm 2019 để đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, tập trung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, tiếp tục thực hiện tốt các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế của tỉnh ủy. Chiều hôm qua 24 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Thành tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh huyện thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021, với chủ đề Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các huyện thành phố. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, hoạt động Hội đồng Nhân dân các xã trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực, thực hiện cơ bản đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân ngày càng chặt chẽ, hoạt động giám sát được tăng cường với nhiều hình thức, kịp thời cập nhật các nội dung mới theo quy định. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy những hạn chế trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã về tổ chức kỳ họp, mỗi nơi tổ chức khác nhau, chưa thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp, hình thức thảo luận. Nhiều nơi không thẩm tra việc thực hiện kiến nghị của cử tri, báo cáo thẩm tra, ít ý kiến phản biện, chưa đi sâu phân tích nội dung, việc ban hành nghị quyết còn sơ sài, chưa phân biệt nội dung thuộc nghị quyết, quy phạm pháp luật, nghị quyết cá biệt. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Quan tâm củng cố bổ sung nhân sự của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đối với các xã còn khuyết, xem xét, cân nhắc những trường hợp bố trí nhân sự trưởng ban của Hội đồng Nhân dân là công chức cấp xã để tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng Nhân dân thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, nhất là về lãnh đạo, định hướng, xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động của Hội đồng Nhân dân, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu Hội đồng Nhân dân các xã, nhất là cấp xã, xây dựng phân bổ chương trình kỳ họp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đầy đủ nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, quan tâm tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của các đại biểu qua thảo luận trước khi quyết định các vấn đề tại kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Thành trao cờ đăng cai tổ chức hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2016-2021 cho Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu. Sáng ngày 25 tháng 9, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ông Mai Văn Hải, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong giai đoạn 2016-2020, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Tây Ninh được giao trên 107 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn, đến nay đã được giải ngân trên 88,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thẩm định và trình phê duyệt đầu tư một số dự án như xây mới khối nhà tập luyện, nhà nội trú, sân bóng cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thao Tây Ninh, dự án di dời Bảo tàng tỉnh, cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sửa chữa cải tạo sân vận động tỉnh. Các dự án sau khi hoàn thành đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn tồn tại. Nhiều cơ sở vật chất của ngành văn hóa hiện vẫn chưa được đầu tư xây dựng toàn diện, còn thiếu các phòng tập luyện, phòng phục hồi thể lực cho vận động viên. Nhà hát tỉnh xây dựng đã lâu, có công suất nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Còn nhiều di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh đang xuống cấp,
cần được tu bổ tôn tạo. Đối với lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, giai đoạn 2016-2020 được giao trên 193 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn. Từ năm 2016 đến năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao 42 dự án xây dựng. Đến nay đã có 29 dự án hoàn thành. Hiện một số dự án triển khai còn chậm do chưa giải phóng được mặt bằng, cụ thể như dự án kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng, kênh tiêu Hội Thành, kênh tiêu Hội Thạnh. Ông Mai Văn Hải, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần rà soát lại cơ sở vật chất của các trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao, nhà văn hóa các huyện thành phố nếu cần đầu tư xây dựng thì có đề nghị xin chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, việc xây dựng các cơ sở vật chất trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch cần tính toán tới phương án xã hội hóa để giảm chi ngân sách nhà nước. Đối với các trung tâm huấn luyện thể thao, bên cạnh ưu tiên đầu tư cho công tác huấn luyện chuyên môn, cần quan tâm tới đời sống, tinh thần của các vận động viên, nhất là việc giải quyết kịp thời các chế độ cho vận động viên. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành nông nghiệp cần đánh giá lại hiệu quả của các đê bao tiểu vùng, có phương án tính toán thu tiền đối với nhân dân trong vùng đê bao để có kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình khi xuống cấp. Đối với hệ thống kênh tưới, khi đầu tư xây dựng, cần chú ý tới hệ thống thoát nước để tránh ngập úng về mùa mưa. Riêng hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm Cỏ Đông, ngành nông nghiệp cần phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Đối với các công trình xây dựng trạm cung cấp nước sạch vùng nông thôn, cần khảo sát nhu cầu của người dân trước khi xây dựng, phải tính toán tới việc thu phí của người dân để duy trì hoạt động của các trạm bơm. Xin được chuyển sang những thông tin ở các lĩnh vực khác. Thưa quý vị, hôm nay 25 tháng 9, Ban Quản lý Dự án An ninh Y tế khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng tỉnh Tây Ninh đã triển khai các hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2019. Hội nghị được chia sẻ thông tin về tình hình kiểm soát, phát hiện, xử lý và phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, nhất là các dịch bệnh có nguy cơ lây sang người của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê của ngành y tế, thì ngay từ đầu năm 2019, các bệnh truyền nhiễm ở tỉnh ta có nhiều diễn biến phức tạp và tăng cao so với cùng kỳ năm trước, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bệnh sởi. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 2.800 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 110%, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Bệnh sởi phát hiện trên 419 ca so cùng kỳ, chỉ có 19 ca. Và các bệnh cũng có số ca mắc cao là tiêu chảy, cúm, khoai bị, thủy đậu, bệnh dại, ho gà, uốn ván. Tại hội nghị, cũng xác định nhóm xã hội khu vực đối tượng dễ bị tổn thương do tác động của các bệnh truyền nhiễm và các giải pháp ứng phó, phòng chống bệnh truyền nhiễm cho các đối tượng này. Đồng thời, có những dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh như công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát, thông tin báo cáo, công tác phối kết hợp và chuyên môn kỹ thuật. Bác sĩ Biện Văn Tư, Phó Giám đốc Dự án An ninh Y tế khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, đánh giá cao về sự phối kết hợp của các ngành trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, rất cần sự quan tâm của chính quyền. Các ban ngành đoàn thể các cấp cùng chung tay hành động với ngành y tế, hạn chế sự gia tăng và khống chế các loại dịch bệnh bùng phát, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, theo ông Võ Đức Trong, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tây Ninh đã đề ra những mục tiêu quy hoạch các vùng sản xuất để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, diện tích được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khoảng 800 ha đến năm 2020 và 1.800 ha đến năm 2030. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 40% diện tích các loại nông sản là thực phẩm được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp, Organic. Tỷ lệ này đến năm 2030 sẽ tăng lên 60%. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm hơn 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Năm 2030 sẽ tăng lên 50%. Tương tự, ngành nông nghiệp Tây Ninh phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất mỗi hecta đất nông nghiệp đạt 130 triệu đồng và 264 triệu đồng vào năm 2030. Để đưa kế hoạch này vào thực tiễn, ngành nông nghiệp xác định các cây trồng vật nuôi chủ lực để đầu tư trong tương lai. Sáng nay ngày 25 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật ngành thông tin và truyền thông năm 2019 cho đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh cấp huyện, công chức văn hóa xã hội cấp xã và cán bộ đài truyền thanh cấp xã.
Các đại biểu được nghe phổ biến về luật an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và bảo vệ người dùng trên không gian mạng, Nghị định số 49 năm 2017 NĐ-CP sửa đổi bổ sung điều 15 của Nghị định số 25 2011 NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phổ biến về chuyên đề phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản và kỹ năng phòng ngừa, tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nhằm kịp thời tuyên truyền và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở cấp huyện, xã. Chiều ngày 24 tháng 9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và đạt được những kết quả tích cực. Huyện đã sáp nhập 6 trường học theo tinh thần nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, giảm 3 trường học. Toàn huyện có 19 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong năm học qua, có 80 gương điển hình tiêu biểu về nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học và 20 mô hình sáng tạo được nhân rộng. Trên 90% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ người dân biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt trên 83%. Tại hội nghị có 4 trường học được nhận cờ thi đua của Ban Nhân dân tỉnh, 10 trường học đạt danh hiệu lao động xuất sắc được khen thưởng, biểu dương. 2 tập thể và 61 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Tây Ninh vừa bắt quả tang 2 tài xế có hành vi đổ chất thải sai quy định ra môi trường. Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2019, các trinh sát Phòng Cảnh sát Môi trường đã bắt quả tang ông Tống Minh Hải, sinh năm 1979, ngụ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, là tài xế xe ô tô tải biển số 54X2311 và phụ xe đang lén lút đổ chất thải lỏng từ bồn chứa được ngụy trang trong xe tải tại khu vực quốc lộ 22, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng. Lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị này tiếp tục bắt quả tang ông Lê Thanh Phong, sinh năm 1987, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, là tài xế của xe ô tô tải biển số 70C04074 cùng phụ xe đổ chất thải lỏng từ bồn chứa trong thùng xe ra địa bàn thuộc xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng. Các tài xế khai nhận số chất lỏng trên đều được lấy từ công ty trách nhiệm hữu hạn Raisin Hồng Kông Việt Nam thuộc khu công nghiệp Thành Thành Công, huyện Trảng Bàng. Ngày 23 tháng 9, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra đối với công ty dệt may Raisin Hồng Kông Việt Nam, khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, do ông Lý Thanh Minh, quốc tịch Trung Quốc, làm tổng giám đốc. Công ty có hợp đồng với công ty xử lý bùn thải. Tuy nhiên, qua làm việc, đại diện công ty trình bày, ngày 22 tháng 9, công ty đã tự ý chuyển giao bùn thải dạng lỏng được bơm từ bể lắng 2 của hệ thống nước thải cho một số cá nhân bên ngoài sử dụng phương tiện xe ô tô, C-Tech. Đây là các cá nhân không đủ các chức năng xử lý chất thải công nghiệp để vận chuyển chất thải ra khỏi công ty. Sau đó đem đi đổ trái phép ra môi trường tại các địa điểm nêu trên. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội đã bước đầu cho thấy hiệu ứng tích cực trong công tác phát triển văn hóa và quảng bá xúc tiến du lịch. Vào ngày 27 và 28 tháng 9 này, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2019 sẽ được tổ chức tại Công viên Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sự kiện lần này diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc sẽ là điểm nhấn trong công tác quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Tây Ninh đến với du khách trong và ngoài nước. Phóng sự do phóng viên Sơn Vương và Anh Quân thực hiện. Ngày Tây Ninh tại Hà Nội là một sự kiện văn hóa đặc sắc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines tổ chức nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội 10 tháng 10. Trong khuôn khổ của sự kiện năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch sẽ được tổ chức như chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc sự kiện với chủ đề Hương sắc Tây Ninh, các hoạt động biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể của Tây Ninh như nghệ thuật đờn ca tài tử, múa trống, chơi dăm. Chương trình triển lãm các hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tây Ninh, các hình ảnh hợp tác giữa Tây Ninh với Hà Nội và hình ảnh quảng bá du lịch, lễ hội, đặc sản của tỉnh Tây Ninh.
Đặc biệt, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm nay còn thu hút sự tham gia của 30 gian hàng đến từ các doanh nghiệp sẽ trưng bày, giới thiệu và bày bán các sản phẩm công nông thương tiêu biểu cùng các loại đặc sản, ẩm thực của tỉnh Tây Ninh. Năm nay thì về cái quy mô là nó lớn hơn cái năm 2017. Cái thứ hai là một số cái nội dung hoạt động thì có tính chuyên nghiệp hơn và các cái gian hàng trưng bày thì cũng nhiều hơn và các doanh nghiệp tham gia cũng đông hơn. Sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2019 còn có nhiều hoạt động mới như trình chiếu các video clip giới thiệu vùng đất và con người Tây Ninh trên các màn hình LED công cộng tại Hà Nội, các hoạt động quảng bá các chương trình chính sách ưu đãi của Vietnam Airlines, quảng bá các tour tuyến du lịch của các công ty du lịch lữ hành. Đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị mình đã cơ bản thuận lợi và chúng ta cũng đã chuẩn bị các cái khâu và được cái sự hỗ trợ tích cực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là các cái sở ban ngành Hà Nội cũng như là địa phương nơi diễn ra cái sự kiện. Có thể nói là thuận lợi, chúng ta chuẩn bị cho sẵn sàng cho sự kiện. Với việc quan tâm đầu tư không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức tổ chức, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2019 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân Hà Nội nói riêng, khách du lịch trong và ngoài nước nói chung một cái nhìn mới mẻ, sinh động về một Tây Ninh tiềm năng, trách nhiệm và nghĩa tình. Quý vị thân mến, thời lượng còn lại của chương trình thời sự tối nay sẽ là những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông, xảy ra một vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng tại đường Bờ Lời thuộc khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, làm một người chết. Nguyên nhân, ban đầu xác định do anh Võ Thanh Hiền điều khiển xe ô tô tải biển số 70C05388 chuyển hướng không đúng quy định đã gây tai nạn giao thông. Công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức 221 ca tuần tra với 529 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Phát hiện lập biên bản 26 ô tô, 206 mô tô vi phạm, tạm giữ 113 mô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 202 trường hợp, trong đó phạt chuyên đề rượu 46 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 38 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra. Cảnh sát giao thông đường thủy đã thực hiện 6 ca tuần tra, không phát hiện vi phạm, nhắc nhở 5 trường hợp. Nội dung tuyên truyền theo quy định tại Điều 15 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 về chuyển hướng xe. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo quay đầu xe. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường có tầm nhìn bị che khuất. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.